chửi tôi lóc rời đây. Bà này năm cái lúc mà tôi phốt bà này, bà chửi tôi lóc rời đây. Nghiêm lại cho cô để cô chụp lại cái hình ảnh này. Mà con mua cả bộ của người ta đúng không? Không, con dùng lần hai, con mua mỗi một chai thuốc thôi ạ. Con định dùng xong ấy thì mới dùng collagen để giữ. Thôi đừng nói tên, cô đang 0168, không ai biết bé là ai đâu. 442 8 đang quay ạ. Không sao, chỉ vùng má thôi. Không, con yên tâm. Từ từ đã. Cái gì nó cứ chích rồi. Có tí. Con nói chuyện với cả yên tâm. Chị bắn, chị điều chế ra cái này ấy, mà chị ấy cũng bảo là chờ cái đứa điều chế ra cái này, cô sẽ gọi điện cho nó tí, cô gọi luôn cho nó. Con này con tên là gì? Én. À, bé tên là Én. Én. Bạn này là lại dùng rượu thuốc nha mọi người, thì chống rượu thuốc. Sản phẩm cô nói rất nhiều nhưng mà vẫn có người tính. Người ta sẽ ra đây, cô sẽ gọi, người ta sẽ chịu trách nhiệm với con tiền thuốc cho con đỡ. Chứ sao còn... bảo là ở quê nhở? Không, nó người ở đây. Không, ý là chị bảo đang ở quê cô. Cô không biết. Nay con cũng có nói chuyện ý. Thì cứ bảo là chờ chị Linh trả lời. Con nói đi. Mà chị ấy bảo là do tác dụng của thuốc ấy, mà cái vùng mắt này em không bôi gì vùng mắt, chỉ bôi vùng má. Lần đầu bạn dùng nó không sao, mà da bạn còn khỏe, nó không rõ ràng. Lần thứ hai khi bạn dùng lần thứ hai, da của bạn đã rất là yếu rồi, nó tác dụng của nó hỏng da sẽ rõ rệt hơn ấy. Chứ cái này nếu mà người ta bảo với con khỏi thì cô sẽ không chữa cho con nữa, cô dừng, cô đợi người ta, nhưng cô không thể để như thế này. Nhưng mà được. Con không chịu được ấy chứ. Đấy, bây giờ cô sẽ gọi, người ta đang trên đường đến đây. Nó ở đây. Cô vừa nói tên tuổi cô là chúng nó biết cô mà, cô chuyên chữa các ca về chúng nó luôn. Bây giờ ra con có phải làm gì không? Cô có làm cho con, nhưng bây giờ nhá, cô sẽ đợi con bé đến, cô hỏi là xem bao nhiêu phút nữa không, đến lúc nó lại đổ cho là tại cô làm. Còn nếu không, xem con, nếu không thì là nó lại không chịu được đâu, bởi vì là con chỉ để vài ngày nữa là nó lủng hết ra, là lúc đấy mắt con không bôi mà nó cũng bị. Đấy, mấy hôm nữa nó còn lan nữa. Nó lan lên đuôi, cả đuôi mắt này. Nay con mới thấy, ui sao kiến cắn hết sao. Được gỗ
bao đang lan dần cổ này. Cô chữa cho con được, cô sẽ giúp con yên tâm. Bây giờ mặt của cái chị kia còn nặng hơn con. Đâu con nặng hơn chị? Không, lúc đầu nặng lắm con ạ, chảy nước mô hàng 6 tháng thôi con ơi. Chị ấy chưa xong bao lâu ạ? Bài live stream này chẳng cho mọi người phòng tránh à, em ơi, tránh xa rượu thuốc để tránh làm hại da của mình nhé. Bạn dùng rượu thuốc lần thứ 2 trong vòng bao nhiêu lâu rồi? Em dùng từ ngày 19 tháng 8 ạ. 19 tháng 8 mà hôm nay tầm 1 tháng rồi. Hôm nay 19 tháng 9 là vừa tròn 1 tháng. Đây là da mới sau 1 tháng. Đây là sản phẩm rượu thuốc trên thị trường hiện đại nhá. Nó không có ở Hà Nội, chị thích gì thì chị cứ xử lý đi được rồi. Nó không chịu trách nhiệm ca này cho nó lên báo luôn. Nó không chịu trách nhiệm ca này cho nó lên báo luôn. Chị ấy bảo thế ạ. Nó bảo là chị thích gì chị cứ xử lý đi. Mình nói rất nhẹ nhàng tử tế với nó. Đây Uyên ơi nhá, bạn dùng rượu thuốc nhá. Bạn không biết rượu thuốc hay gì, nghiêm cấm nói rượu thuốc. Bạn ấy mùng dùng sản phẩm mua online. Cứ rượu thuốc, Uyên thay anh Thiên. Để Uyên đấy. Còn lên cát xem có chai nước muối ở trong tủ lạnh không cho bạn đỡ rát. Mấy ngày hôm nay sao không đun nước chè à? Đến ca nào, con chịu khó nhá. Xong tí nữa con ra kia con lấy thuốc uống. Khốn nạn, mất dạy. Chị nó mấy năm nay rồi. Để đấy để tao gọi điện cho con này. Con chủ đó. Lấy cái khăn. Tao gọi điện cho con chủ. Đây là cái gì đấy? Con yên tâm là cô đang xử lý khuẩn cho con này. Để tí nữa gắp hết những cái mày ra này. Xong đó mới bôi thuốc, nó mới ngấm. Con cố gắng lên. Con cố gắng lên con. Lên mạng mới tìm, mới tra ra được cô Âu à? Vâng, nay con đọc ấy, kiểu như là hiện tượng dùng ngọc sâm ấy, mới thấy. Thế nào mới tìm ra các trang của cô? Mới thấy cái bài của cô viết. Lấy dụng cụ gắp ra đây cho cô. Ngứa lắm hả? May mà chán không bị. À chưa, nếu mà con dừng, vừa sáng nay chị Duyên hấp sấy ở ngoài kia. Đây là con chưa ấy thôi, chưa đến lúc bị thôi con ạ. Chưa lúc nó lan thôi, con cứ để vài ngày nữa. Tại vì con thấy nó cứ lan nên mà nó không có dấu hiệu dừng ấy. Thì con mới sợ ở mắt, ở đuôi mắt cũng bị nhiều lên quá. Mày biết không, nó chạy vào mắt của chị ở đấy mà. Con sợ thế. Các bạn ơi, đừng có dùng cái sản phẩm gì mà bong chóc da như này nhá. Các ông, các bà, các bố, các mẹ buôn bán ạ. Các bố, các mẹ buôn, bà bôi lên hộ con mặt các bố, các mẹ cái. Bố, các mẹ bôi cho con người ta, ai để cháy da như này. Cố gắng lên con. Kháng sinh con. Tí nữa cô cho cái đơn. Gắp ra là chảy máu đây này, nhìn đây này. Ung mủ hết ở bên trong rồi. Tí cho cô xem cái mặt con có nhiều mụn không nhá. Nhớ chưa? Dạ. Tí cho cô xem cái ảnh cái mặt con trước khi bôi cái sản phẩm mua trên thị trường là có nhiều mụn không, nhớ chưa? Ẩn bình thường ạ. Vài cục thôi. Thế vài cục mới bôi cái này để làm gì? Lúc đầu con cứ chấm 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 xong rồi nó cứ nan ra. Con chấm xong con bôi hai má luôn. Hay quá, lười chấm, bôi cho chắc ăn. Nhưng mà bôi xong rồi nó cũng đỡ rồi, nó gần đỡ rồi. Xong rồi đến lúc mình dùng, mình
chấm chấm vào mấy cái chỗ nó còn đấy thì nó lại bị như thế này. Nếu mà người ấy thì cô có thể cho con vào viện, cô sẽ người ta không chịu trách nhiệm, cô đưa cho con đi cùng cô vào viện, cô sẽ nhờ bác Xuân khám cho cái da này và sẽ có thêm phóng viên báo chí đi theo. Con có thời gian thì con ở đây sẽ điều trị cho con một ngày 3 lần thuốc, 3 đến 5 lần thuốc thì mới nhanh. Đấy. Chứ còn để cho con ở về nhà thì cái này chăn ga gối đệm con phải giặt thật sạch sẽ. Này, nhìn thấy chưa? Nhìn nó nổ hết bọng nước như thế này. Lấy cái gương đây con. Mình gắp vào cho các bạn xem này. Con cầm gương con xem đi. Chữa những ca này thì mình điên lắm các bạn ạ. Các con thì sinh viên, tiền thì không có. Thuốc của nhà mình thì thuốc đắt. Cứ suốt đời mình đi như này xong bắt đầu là khổ các con. Mình gấp mà mình còn run tay các bạn ạ. Lấy hướng dẫn bạn ấy gỡ cái mũi ra xong đắp một miếng nhỏ xinh xinh cho khách mang về. Ăn dịch mồ chảy thế này. Về đi. Anh chú có cho cô cho úp cái đơn kháng sinh này lên con. Ý con học cái đơn kháng sinh này nhá. Ừ. Con ở Hà Nội là mấy ai? Dạ, con ở mấy ai? Con ở với bạn ạ. Thôi con sang đây ở mấy cô 3 ngày để cô xử lý hết cái vấn đề này. Con sang đây ở còn kịp ấy, ngày kia cô đi Malaysia rồi ở nhà không có người chữa cho ấy. Sang đây ở để mấy ngày cô ở nhà cô vào thuốc, ngày nào cũng vào cho. Bây giờ ở đây luôn ạ. Ở đây luôn không lo, ăn ở cô khóc nuôi con không lo. Thế thì con không phải lo, gọi bạn mang quần áo đến đây. Đun thật đặc vào con, ngày phải đắp để cho nó bong hết cái này ra. Mình đắp để cho nó bong hết cái này ra xong bắt đầu mình mới xử lý đến. Con ăn cơm chưa để cho uống kháng sinh? Con ăn rồi ạ. Một tuần sau cái da lại ổn định các bạn. Nó sẽ bay hết cái bọng nước ạ. Bay hết bọng nước. Chỉ cần làm đúng. Nhưng mà ngày mai người ta gọi điện, người ta bảo là đừng có chữa nữa, ra đây chị chữa cho, thì có đi theo người ta không? Hay lúc đấy để người ta chửi cô ông. Nó không đào bố cô lên này. Tập đoàn cái bọn bán online này nó rộng lớn lắm. Nó dọa gì không sợ nhớ chưa? Con sợ. Nó dọa gì không sợ, cứ có cô đây rồi không sợ. Nó dọa gì không sợ. Nhớ chưa? Con có bảo với mấy chị đấy bảo bây giờ các chị là như thế nào, bây giờ ra em như thế này ấy. Em còn phải có việc, em đi học đi làm.
chứ. Đúng rồi. Không rảnh. Em cứ bảo chờ, em cứ chờ đi, chờ biết bao giờ. Chờ xong mấy hôm nữa mới đổi hết cả mắt luôn. Bây giờ hỏi chị ấy, chị viết em cam kết thì em chờ. Chị viết em tờ giấy cam kết đóng dấu chữ vào đấy. Công ty trách nhiệm hữu hạn. Ối dồi ôi, vào đây. Hả? Chị đóng cho em cái dấu công ty trách nhiệm hữu hạn. Ối dồi ôi, vào đây. Đưa cái lọ xuống đây. Ba mươi phút làm một lần, 30 phút làm ca này một lần nhá, cho lịch 30 phút làm một lần. Nhìn nhá, nghiêm cấm mua linh tinh ở ngoài nhớ chưa? Dùng bí mật, tí nữa nói sau. Hay quá, còn bé kìa. Không cố gắng lên. Cái gì đấy? Cái này nhá là phục hồi. Và bây giờ cô phải cho vào để cho nó mềm hết cái da này, để 2 ngày nữa là phải bóc được hết những cái lớp này, nhớ chưa? Thì cô cũng nói luôn, một cái ống này là 500.000 nhá, cứ dùng cho con, chữa cho con. Chỉ cần cho cô số điện thoại, địa chỉ. Không có tiền thì nhớ hàng tháng phải có thì